Chó Great Dane. Chó Great Dane là một giống chó nhà, được biết đến với kích thước lớn và bản tính hiền lành. Great Dane được coi là giống chó cao nhất trên thế giới. Nó cùng với giống Irish Wolfhound. Gần đây, Great Dane đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness là loài chó cao nhất thế giới. Great Dane được chọn làm loài chó biểu tượng của bang Pennsylvania năm 1965. Nguồn gốc giống chó Great Dane được cho là xuất hiện ở thời Hy Lạp cổ đại, từ 3.000 năm trước công nguyên. Loài này cũng được tìm thấy ở Ai Cập, La Mã và trong các đền thờ Babylon. Tổ tiên của giống chó Great Dane có thể là giống chó ngao Anh Âu English và giống Greyhound cũng góp gen tạo nên loài Great Dane. Ngoài ra còn có thể được lai tạo với loài chó săn của Ireland. Chúng trở thành những con chó to lớn và mạnh mẽ thuộc nhóm chó Mastiff, được mệnh danh là những gã khổng lồ. Chúng đủ sức mạnh để chiến đấu với các loài gấu, lợn rừng và một số loài động vật to lớn khác. Chúng cũng được sử dụng để bảo vệ, kéo xe và truy tìm dấu vết. Vào cuối những năm 1600, nhiều quý tộc Đức đã bắt đầu nuôi dưỡng giống chó này trong nhà để bảo vệ và canh gác nhà cửa. Trong suốt cuối thập niên năm 1800, các nhà lai giàu có của Đức tiếp tục hoàn thiện giống chó Great Dane để hình thành nên những phẩm chất tốt hơn cho nó, trở thành một vật nuôi phổ biến trong gia đình. Và họ đã thành công. Câu lạc bộ chó giống Great Dane được thành lập ở Mỹ vào năm 1889 và đến ngày nay, giống chó Great Dane đã được xác nhận vào sách kỷ lục Guinness là loài chó cao nhất thế giới. Pennsylvania năm 1965, đặc điểm được xác lập kỷ lục Guinness là loài chó cao nhất thế giới. Great Dane là một loài chó khổng lồ, có thân hình cường tráng và gọn gàng, không cồng kềnh. Chúng có những chiếc chân dài chắc khỏe, cặp chân trước thẳng tắp và cặp chân sau thì rất cơ bắp. Các bắp chân cuồn cuộn gân guốc, kích thước của chúng có chiều cao lên tới 71 đến 86 cm và cân nặng từ 45 đến 90 kg tùy vào mức độ trưởng thành của chúng. Giống chó Great Dane có đầu thủ thuôn dài chán gồ, đôi mắt hình quả hạnh nhân nhỏ so với khuôn mặt, lỗ mũi lớn và mõm sâu rộng. Bộ hàm mạnh mẽ và sắc bén, phần cổ to dài và ngực sâu săn chắc, lực lưỡng, đuôi của chúng có độ dài đến khuỷu chân sau, đôi tai to và mỏng thường buông thõng xuống hai bên. Tai của chúng có thể bị cắt nhọn lại để dựng đứng lên, để tránh bị những loài động vật khác tấn công cắn vào tai. Loài chó Great Dane đều có bộ lông ngắn, dày và bóng mượt. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau như màu đen, nâu vàng, màu vện, màu xám, mờ u trắng đốm đen và những màu dần khác nhau pha trộn trên cơ thể. Tật tính, giống chó Great Dane tuy có thân hình khổng lồ, mạnh mẽ, nhưng bản tính lại rất nhẹ nhàng, thân thiện, tốt bụng và tình cảm. Chúng luôn muốn dùng thân hình to lớn của mình để bảo vệ những người thân yêu của chúng. Đặc biệt, chúng rất thích chơi đùa và dịu dàng với trẻ con. Loài chó Great Dane cũng khá thân thiện với những người khác và các loài động vật khác. Chúng chỉ hung dữ với những con chó lạ. Great Dane là loài vật nuôi rất nghe lời và dễ huấn luyện. Giống chó này ít khi sủa, chúng chỉ sủa khi cần thiết, báo hiệu nguy hiểm hay hung dữ. Loài chó này rất dũng cảm và trung thành, nên chúng trở thành loài chó bảo vệ và đồng hành lý tưởng chăm sóc. Giống chó Great Dane có thể sống trong căn hộ, tuy nhiên chúng chiếm diện tích khá lớn ở trong nhà. Cần có không gian rộng rãi để chúng vận động, chúng sẽ thoải mái hơn nếu sống ở ngoài sân vườn. Loài vật nuôi này cần được hoạt động nhiều hơn những loài chó khác để giải phóng năng lượng, nên cho chúng đi bộ thường xuyên. Bộ lông của giống chó này ngắn và mượt, ít rụng lông và rất dễ chăm sóc. Chỉ cần chải lông cho chúng bằng các bàn chải chuyên dụng và tắm khi cần thiết. Loài chó Great Dane cần được cung cấp đủ lượng thức ăn để nạp năng lượng cho cơ thể. Giống chó Great Dane tuy có một cơ thể đồ sộ, nhưng tuổi thọ của chúng cũng không lâu. Chúng chỉ sống ở mức từ 12 đến 13 năm. Giống chó này khi mua, cần phải cẩn thận chọn lựa những địa điểm uy tín. Loài này có sức khỏe rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, lúc còn bé, chúng thường gặp một số chứng bệnh về di truyền như chứng loạn sản xương, bệnh phổi, bệnh tim và một số vấn đề về mắt. Và hiện tại giá giống chó này tại Việt Nam dao động từ 9 đến 15 triệu đồng. Đối với trại thì giá dao động từ 15 đến 20 triệu đồng. Tôi là Cuốn Podcast, cảm ơn mọi người đã xem video này.